Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Napka. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sự kiện mới. Rồi, sự kiện này thì đã có mặt trên server test 2 ngày rồi, ngày hôm qua và ngày hôm nay. Mà tầm khoảng 2-3 ngày nữa thì nó sẽ có mặt trên server chính các bạn. Sự kiện này mang tên là Đảo Thần và Lễ Vật Thần Thánh. Đây là dạng sự kiện nhân phẩm nha các bạn. Rồi, với sự kiện này thì trong một cái tầng như thế này, nó sẽ đi theo từng tầng. Và mỗi tầng như thế này thì chúng ta sẽ có 3 ô phần thưởng. Nếu mà các bạn chọn trúng bất kỳ một trong ba ô này thì chúng ta sẽ được quyền đi tới tầng tiếp theo. Hồi xưa là nó chỉ có một cái phần thưởng trong một cái tầng thôi các bạn phải chọn đúng một phần thưởng, nó rất là cực. Hiện tại thì nó update lên là cho chúng ta 3 phần thưởng trong một tầng thì dễ qua màn hơn rất là nhiều. Rồi, thì để mà có được cái chìa khóa thì chúng ta chỉ nhận được bằng hai cách, đó là chúng ta nhận được bằng rương nhiệm vụ hàng ngày, thì mỗi ngày thì chúng ta sẽ được free 30 chìa khóa. Và sự kiện này thì nó kéo dài trong vòng 12 ngày, tức là các bạn sẽ nhận được 360 cái chìa khóa các bạn. Tổng sự kiện là các bạn nhận được 360 cái chìa khóa nha. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cùng nhận được bằng cách nữa là các bạn nạp với cái gói mà 23.000, 21 đô á, 23.000 thì các bạn được 17 chìa khóa các bạn. 576.000 thì các bạn được 85 chìa khóa, 1.150.000 thì các bạn được 150, và 2.300.000 100 đôi chúng ta sẽ được 300 cái chìa khóa. Các bạn thấy nè, một ở đây thì chúng ta có 1 đô thì chúng ta được 17 chìa khóa các bạn. Ở đây 100 đô chúng ta được 300 chìa khóa. Nó giới hạn số lượng để chúng ta mua nha. Rồi, cái gói sự kiện đặc biệt mà giới hạn theo mà 2-3 đô nó chỉ giới hạn theo một thôi. Đó, các bạn có thể nhận thêm chìa khóa bằng cách là nạp, nhưng mà tốt nhất thì các bạn mấy sự kiện này gói nạp thì các bạn nên nạp những gói khác, còn mấy gói này thì không nên nha. Rồi, còn đối với quà sự kiện thì chúng ta sẽ có danh sách phần thưởng như sau. Đây là tất cả các phần thưởng có thể có trong khi các bạn lật ô nè. Ngoài việc là chúng ta lật được các ô được chỉ định á, thì chúng ta nhận được một số phần thưởng riêng khác. Rồi, với một số phần thưởng chỉ định á, các bạn có thể chọn phần thưởng khác nha. Ví dụ như các bạn không chọn mấy cái này thì các bạn có thể hoàn toàn chọn những cái khác. Đó, theo danh sách như sau. Rồi thì ngoài cái việc mà các bạn chọn được phần thưởng này thì chúng ta sẽ nhận được một số cái đá cổ này. Đá cổ này để chúng ta đổi quà ở đây các bạn. Rồi, đá cổ đổi quà như sau. Thì với đá cổ thì các bạn có thể đổi được xích tím, này, xích vàng, xích đỏ, rương chọn tướng food các bạn. Chúng ta chuẩn bị có rương food này, cái rương này là rương tướng ha, rương food các hệ. Rồi, rương trang bị, nói chung là rương trang bị với lại rương food thì chúng ta không nên đổi rồi. Ưu tiên số 1 sẽ là cái xích đỏ nè. Kế tiếp này, các bạn nếu mà bạn nào muốn lên độ T4 thì chúng ta có thể đổi đá T4 các bạn. Rồi, ngồi ra thì dưới này cũng có một số khác nguyên liệu để các ấn này, đá T1, T2, T3. Cuộn đổi hệ trang bị, xu, nội thất, nước. Dưới này chúng ta sẽ có nguyên liệu để cường hóa ấn. Rồi, đến một phần mà được nhiều bạn quan tâm nhất này là đổi tướng hệ đặc biệt. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai con tướng thiên thần, đó là Anna với lại con tướng Titus các bạn, hậu vệ núi. Ở đây dưới này thì chúng ta sẽ có Mahira, Phantom, Wukong. Rồi, đối với các tướng hệ thường thì chúng ta sẽ có Rowan, Levin, Legend Never Die, Khá Bảnh. Bên này chúng ta sẽ có con Tesco. Rồi dưới này thì chúng ta sẽ có Tasi, Losan, Simira. Ồ, Simira các bạn. Với sự kiện này này thì nếu mà có 200 đá với cái mức mà 130 thì các bạn sẽ đổi được cái con Simira này. Dư sức đổ được tầm khoảng 2 con Simira các bạn. Các bạn mà bạn đang mà chơi server mới á, hoặc là các bạn chơi lại á, thì sự kiện này khá ok nha. Các bạn có thể kiếm sớm được một con Simira. Rồi, ở đây thì các bạn có nên clear full tầng không? Tất nhiên là không rồi các bạn. Các bạn nào mà chọn đúng được cái phần thưởng cuối cùng á, thì chúng ta nên đến cái tầng tiếp theo, chứ không nên ở lại tiếp nha. Thường thường này mọi người sẽ chọn full 4 cái góc với lại 4 cái ô chính giữa. Ý, đi vào chứ. Rồi, đó. Các bạn chọn trúng được cái tầng phần thưởng thì các bạn nên lên tầng tiếp theo. Các bạn không cần thiết phải ở lại để chọn hết được
hết tất cả các phần thưởng luôn nha. Tại vì khi lên các tầng, ví dụ như tầng 10, tầng 20 thì chúng ta sẽ có một số phần thưởng lớn hơn. Đó là các bạn cứ cứ tiếp tục. Thường thường thì người ta sẽ chọn 4 góc trước các bạn. Xong rồi 4 góc này. Đó. Theo tối quen thì mình hay chọn 4 góc trước. Rồi các bạn thấy không? Mới chỉ có 10, 18 chìa khóa thì mình đã có 24 đá rồi. Ở đây nó có chí mạng, cường hóa nhân 3, nhân 4, nhân 5 nữa. Rất là nhiều. Yeah, tiếp tục tầng tiếp theo. Tầng 5 rồi các bạn. Để xem tầng 5 tôi có phần thưởng nào khác không? Không các bạn. Với tầng 10 mới có phần thưởng đặc biệt nha. Rồi, ok, vô luôn. Các bạn xem nè. Trúng thưởng liên tục với cái ô này luôn các bạn. Ô nó bị lắc rồi. Ê, nó bị lắc luôn kìa. Trúng thưởng ô đầu tiên mấy lần liên tục luôn á. Bị lắc nè. Rồi, ok. Nó bị lắc kìa. Các bạn cứ chọn 4 góc đó trước nha. Chúng ta ưu tiên 4 góc đó, các bạn thấy lên tầng rất là nhanh. Mà đã lên được đảo chính rồi. Rồi, tới đảo 10. Rồi đảo 10 thì chúng ta sẽ bắt đầu có phần thưởng đặc biệt, nó sẽ khi nào có phần thưởng đặc biệt thì nó sẽ lên thông báo cho chúng ta nè. Ok. Hồi trước các bạn, các sự kiện kiểu này này nó sẽ không có cho chúng ta cái nguyên liệu, một cái nguyên liệu phụ để đổi quà giống như bây giờ. Lúc trước thì nó chỉ cho ra một số phần thưởng giống như vàng, bụi, su mê cung vân vân. Nó rất là dởm các bạn. Còn hiện tại thì ok, quá ok luôn. Nó cho chúng ta một cái nguyên liệu không hề tự thải. Khi mà chúng ta không có chọn trúng được phần thưởng đặc biệt để lên tầng thì các bạn có thể tích và đổi quà. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ đổi được tướng nè, rồi lên tầng mùng 1 bắt đầu nó khác rồi các bạn. Rồi xong, hết phần thưởng. Với 60 chìa thì mình lên được tầng 11 các bạn. Rồi, sau đây thì mình sẽ lưu ý cho một số bạn nào đổi quà nè. Để mà tối ưu nhất á, thì thường thường một số bạn sẽ đổi một con tướng đặc biệt. Ví dụ như ở đây có một con tướng đặc biệt khá ngon. Đó là Anna các bạn. Con tướng này đặc biệt khá ngon. Đó, con tướng này dùng rất là nhiều. Các bạn nên đổi một con này. Còn phần dư ra thì các bạn có thể đổi xích đỏ này là ok nhất. Đó, các bạn nên đổi như vậy. Còn đối với một số bạn nào mà mới chơi á, thì ví dụ như các bạn đang thiếu copy Rowan thì các bạn có thể lấy nè. Một con tướng support cho giai đoạn mới rất là tốt. Còn cùng với đó là một con carry. Carry mà chúng ta rất dễ kiếm copy lên bậc A, đó là con người trang trí tử thi Simira. Ok, rất là ngon. Con này thì cùng với một số phần thưởng 7 ngày cộng với mua trong mê cung, cộng với là việc chúng ta đi sự kiện nó cho nữa, thì cộng với cái này nữa là rất là dễ lên A luôn các bạn. Simira lên A cái 1 là các bạn đã leo map vù rồi. Rồi, mình xin phép được kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.